Rồi thì cái mức uh, Bitcoin Dominance hiện tại á, là đang là 42,14% trong cái buổi chiều ngày hôm nay á, trong những tiếng trước thì nó có sự tăng trưởng và anh chị thấy là Bitcoin quay trở lại cái mức là 50.000 đô. Đây Bitcoin quay trở lại mức 50.000 đô, có nghĩa là đồng đồng với cái sự bật hồi của Dominance trong cái buổi chiều ngày hôm nay. Và anh chị thấy đây là một cái tín hiệu tích cực và nó vẫn không tạo được cái đỉnh sau cao hơn cái đỉnh trước thì cái mô hình này nó liên tục thôi. Nếu mà đỉnh sau này nó vượt qua khỏi được cái mức này á, thì mới thấy là bitcoin nó tăng khủng khiếp. Còn hiện tại á, là bitcoin chỉ hồi thôi anh chị, chỉ hồi thôi và sau đó là đang giảm đây. thì trong những ngày tới, á, trong những tuần tới sẽ chắc chắn là bitcoin vẫn sẽ phải điều chỉnh tiếp, điều chỉnh, điều chỉnh và điều chỉnh thôi. Bởi vì à, nó tăng lên để nó kéo cho anh con đồng nó 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 bằng lại với nhau, á. nó nó bình ổn lại với nhau để nó để anh con có thể tăng trưởng tiếp. và đây là cái sự một cái sức hồi lành mạnh nha một sức hồi lành mạnh trước khi nó giảm tiếp và mục tiêu target của em vẫn là 39 phần trăm 39 phần trăm tức là cái đáy cũ của cái đợt uh, Ancon tăng trưởng đợt trước nè 39 phần trăm và nếu mà nó tăng đến cái mức này nó nó giảm đến cái mức này á thì Ancon sẽ tiếp tục có thể là vượt qua cái đỉnh cũ của nó đối với nhiều đồng con nha đối với nhiều đồng con nó sẽ vượt qua cái đỉnh cũ của nó và tạo cái đỉnh mới đó trước khi uh, vốn hóa trở lại bitcoin đó thì uh, và ethereum ethereum anh chị thấy đây thì nó đi đúng như cái gì em vẽ luôn nó tăng trưởng vượt qua khỏi cái mức kháng cự và sau đó tăng đến cái mốc mà em vẽ nè tăng đến đúng cái mốc và sau đó điều chỉnh và tiếp tục là khi mà bitcoin Dominant này nó giảm tiếp á bitcoin Dominant giảm tiếp thì chắc chắn ethereum đục đục nát cái đỉnh này thôi đục nát cái đỉnh này để có những mức giá cao hơn và đây là cái biểu đồ ethereum trên bitcoin nha anh chị đó và nếu ai đang nắm giữ Ethereum thì tương lai rất là sáng ngời nha. Và nếu mà anh chị nào số vốn ít thì không nên mua cái đồng này mà nên mua những dự, dự án khác. Có cái số vốn hóa nó nhỏ hơn để mình à, dễ gia tăng cái lượng vốn à, của mình hơn. Tiếp tục là ADA, Cardano. Cardano đang có cái sự đi ngang. Có cái sự đi ngang và chúng ta nhìn sơ qua về cái tổng bảng xếp hạng nha. Đầu tiên là Bitcoin, tiếp theo là Ethereum. Serum trong cái 24 giờ qua nó tăng 6,4%, ADA tăng 7%, uh, Binance Coin thì nó đang không có nhiều chuyển biến bởi vì trong thời gian hiện tại uh, Binance nó không có quá nhiều dự án tốt hơn nữa để nó tăng trưởng. XRP uh, tăng 6,89%, DOT tăng 7,8%, uh, Solana thì đang chuẩn lại rồi ha. Solana, Solana đã chuẩn lại rồi. Đây Solana đã đạt cái đỉnh là bao nhiêu ta để em coi coi all time high all time high đây all time high là 130 đô và bây giờ nó đang điều chỉnh rồi và không có gì là có thể là tăng mãi được cả anh chị thì nó phải giảm thôi giảm nếu mà đồng Solana muốn muốn tăng tiếp bắt buộc nó phải giảm chứ nó không tăng hoài được đâu đó rồi <laughs> thì mình thấy là bây giờ vốn hóa nó đẩy những đồng con top trước nè Hôm bữa là nó đẩy nền tảng nền tảng là như Solana đi Polkadot đó thì bây giờ nó bắt đầu nó đẩy lên con top thì những cái con top này cũng có những con nền tảng luôn và con top hiện tại được bơm nhiều nhất đó, vẫn là Ethereum nha nó nó chỉ tăng 6 phần trăm thôi nhưng mà cái giá trị tăng của nó khá là cao đó anh chị cái trị tăng của nó khá là cao khi mình thấy được là Ethereum nó vượt khỏi cái vùng kháng cự này là cái vùng rất là cứng luôn mà nó đạt được cái mức cao hơn như vậy thì nó đang tập trung vào Ethereum khá là nhiều và ADA thì thời gian tới em nghĩ vẫn sẽ tăng Và trong cuối năm nay ADA sẽ có rất là nhiều cái dự án tốt Và team sẽ cố gắng để soi những cái cái kèo Vì nó ra smart contract rồi Thì em sẽ team sẽ soi những cái dự án tốt Để anh chị có cái tín hiệu và đầu tư Nó nó đạt được cái lợi nhuận cao Và những cái nền tảng mới ra như vậy đó, nó sẽ rất là hot nha Những nền tảng mới ra được công nghệ đó. Và cái thằng này thì nó đã từ 2017 đến giờ Rất là nhiều người chờ rồi và bây giờ nó bùng nổ nó marketing nó làm rất là nhiều thứ thì trong tương lai ada trong năm nay thôi cuối năm nay sẽ rất là bùng nổ và sẽ có nhiều dự án để chúng ta rót tiền vào để đầu tư à, tiếp tục là về ni thì anh chị vẫn đang hôn ni đúng không ạ và nó vẫn đi ngang thôi bởi vì sao nó đi ngang khúc này thời điểm hiện tại á, cái hôm trước thì nó bơm con nền tảng nó đã được tăng trưởng rồi thì trong thời điểm hiện tại nó đang bơm con top đó nó đang bơm con top cho nên là những con uh, có vốn hóa nhỏ hơn hay là những con À, đã bơm rồi thì nó sẽ dừng lại một, một nhịp nó dừng lại một nhịp để nó xoay quay nó tích lũy tiếp trước khi nó tăng trưởng đó thì tiếp theo là neo neo thì đi vẫn đang ở nó nói chung là những cái đồng khác bây giờ anh chị chỉ quan tâm là bitcoin uh, bitcoin dominant và những đồng có top từ top 10 trở lên thì nó đang bơm trước đó nó bơm trước và nó sẽ bơm dần 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 lên xong khi mà nó đạt được cái ngưỡng ổn đối với con top á, thì nó sẽ chuyển dần qua những cái con có vũ hóa thấp hơn đó đúng rồi ni 20 u không nói nhiều à, tiếp tục là những cái con hệ nft thì mình sẽ nói chung là em sẽ cập nhật những cái đồng con mà mình đang đầu tư trước rồi mình sẽ trả lời những cái đồng con mà anh chị quan tâm thì đầu tiên là nó đang đi đến cuối cái chu kỳ của tam giác giảm rồi và đang chờ đang chờ một nhịp tăng đang chờ một nhịp tăng đối với super và hiện tại thì nó vẫn chưa có cái tín hiệu là nó đưa ra cái cái trailer của cái game imposter và chúng ta vẫn phải chờ thôi và nó giữ giá được mức này nó giảm không quá nhiều nó giữ giá được mức này chứng tỏ là rất là nhiều người đang hâu và chờ tin ra game của super và nếu mà nó ra game thì nó x2 x3 là đơn giản anh chị nó ra game một cái là x2 x3 đơn giản à đó cho nên là anh chị tiếp tục hâu đồng super và đợi có tín hiệu tốt hơn Ok, super không nói nhiều. <laughs> TLM. TLM thì nói chung là vốn bây giờ nó không tập trung vào anh con vốn hóa nhỏ hay là NFT cho nên là nó chỉ có đi ngang và đi rất là an toàn nha anh chị để tích lũy tiếp, tích lũy tiếp để khi mà con top bơm xong thì đến những con có vốn hóa nhỏ tăng trưởng. Đó, thì TLM target vẫn đầu tiên là 0.5 U và khi mà đến 0.5 U này thị trường mà rực rỡ hơn thị trường mà có cái chất xúc tác hơn và trên NFT thì tiếp tục là những mức cao hơn đó là một đô la, ít hai từ vùng 0.5 đô la này. À, về bất đúng không Bakery swap. Anh chị nào đã mua đồng này rồi? Anh chị nào đã mua đồng Bakery swap này rồi? Thời điểm mà em kêu là anh chị mua và chờ nó ít hai, ít nhất là hai anh chị nào đã mua rồi ạ? Anh chị nào mua rồi cho em xin phím một với. rồi rất nhiều anh chị hâu ha tiếp tục hâu đi anh chị và lên nếu mà anh chị uh, ít vốn mà anh chị muốn xoay vốn á, thì khi con này nó đạt ít hai là nó khoảng uh, nó khoảng 4 đô mấy 5 đô á, thì anh chị có thể chốt cái gốc của mình ra và chờ cái tay ghét cao hơn tại hay cái tay ghét mùa này là 10 u nha anh chị ít nhất là 10 u khu vực trên này nè đó thì anh chị là canh từ từ và nhớ là đảm bảo cái số vốn của mình nha anh chị đừng có bưng cái số vốn của mình đưa hết cho thị trường lúc nào hòa vốn rút vốn ra để cho lãi nó gồng đó anh chị hiểu vấn đề đó là được rồi uh, tiếp tục là đồng ata đi ata nó tăng rồi thì bắt buộc là nó điều chỉnh thôi và nó tích lũy như thế này trước khi nó tăng tiếp đồng này thì là một cái đồng mới đồng này là một cái đồng mới và em nghĩ khả năng là tăng thì cũng có nhưng mà khả năng điều chỉnh sâu nó nhiều hơn bởi vì nó tăng trưởng như thế này là quá ổn cho một cái đồng cơ mới list sàn binance rồi và nếu anh chị này đầu tư dự án này thì anh chị tiếp tục theo dõi nó ở trên uh, trang mạng xã hội của nó ha rồi thì hôm nay em em review XRP luôn XRP trên binance nè rồi anh Tuấn ơi anh Tuấn có đó không ta anh Tuấn uh, nghĩ sao về XRP anh Tuấn biết anh Tuấn có tham gia không ta XRB chúng ta thấy được là nó có cái vụ kiện đúng không ta, có cái vụ kiện đề vãi và nó cứ lùm xà lùm xùm lùm xà lùm xùm nhưng bây giờ thì nó cũng im bớt rồi, cộng đồng cũng không quan tâm nó lắm. Thì chúng ta thấy được là có cái vùng hỗ trợ dưới đây ạ, à. có cái vùng hỗ trợ dưới đây. XRB một... thì mọi người phải hiểu á, là thực sự á, là nó không có ứng dụng thực tế gì vô vô cái mạng lưới của nó cả tại vì khi mà những cái, ngân hàng sử dụng dịch vụ của XRB á là một cái mạng lưới riêng còn tô cành XRB nó là một cái mạng lưới riêng thì chính vì cái lý do đó đó là nên anh chị không có không có thấy được là cái tầm ảnh hưởng của XRB tại nếu mà nhìn anh chị nhìn biểu đồ giá tại sao XRB nó không có tăng trưởng nhiều nó đi sideways quay suốt vài năm luôn là ở mức giá là từ 0.0 0.1 tới 0.3, 0.4 thôi Thì vừa rồi uptrend á, thì nó mới có cái sự tăng trưởng Thì so với những cái đồng token khác á, thì anh chị cũng biết là nó tăng trưởng không nhiều đúng không ạ So với giống như là ADA hay là những cái dự án khác thì không có tăng trưởng nhiều đó Thì anh chị cũng phải hiểu là cái đồng token này nó có phải là token tiện ích của mạng lưới hay không Hay là nó chỉ là bán token cho anh chị thôi thì anh chị cũng phải hiểu là chính vì lý do như vậy mà XRP á nó không được đẩy giá mạnh. Tại vì khi mà những cái công ty những cái ngân hàng trên thế giới sử dụng dịch vụ của XRP á nó không có mua cái đồng đồng XRP để nó chuyển mà nó chỉ sử dụng mạng lưới của XRP thôi. Đó anh chị hiểu không? Rồi thêm em sẽ nói thêm về EOS EOS thì có thể là rất nhiều anh chị ở đây nắm nhưng mà em nói thì anh chị cũng đừng buồn đừng có kỳ vọng quá lớn ở EOS tại vì có thể là những người khác nói ở ừ, EOS có thể lên một vài chục đô thậm chí vài trăm đô đúng không ạ nhưng mà mọi người phải hiểu á, EOS khi mà nó huy động được là 4 tỷ đô trong suốt 4 năm qua nó đã làm được gì hay là suốt 4 năm qua bây giờ á, cái giá mà lúc nhà đầu tư mua hình như là hai đô thì phải thì tính tới thời điểm này bây giờ EOS là bao nhiêu 5.3 đô 5.3 thì anh chị thấy là bây giờ những nhà đầu tư đầu tư suốt 4 năm ấy, người ta chỉ có hơn 100 trăm lợi nhuận thôi so với những cái mã token khác ấy, thì nó không bằng đó thì anh chị phải hiểu EOS là một cái dự án rất là tốt khi nó mới ra nó đã huy động được được rất là nhiều tiền rồi nhưng mà thằng chủ dự án nó có làm việc để nó nó phát triển dự án đâu mà nó nó phục vụ công ty của nó thôi nên là tương lai á, thì để mọi người sẽ xem là LS sẽ như thế nào thì đỉnh cũng đã 14 đô thì so với suốt 4 năm thì hai tăng 7 lần thì cũng 7 lần thì cũng được đi cũng so với những cái mã token cần khác cái EOS á là đen Dan... đen La... La-- Lalimer á, Lamery á hay Lalimer gì em quên rồi. Thì nó đã nó là CEO nhưng mà nó bỏ cái dự án đó rồi tại vì á là cái lộ trình cái bước đi của của EOS nó không phù hợp với cái tầm nhìn của 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 nó nên là nó rời bỏ dự án. Đó nên anh chị hiểu không ạ? À. Đó, đó thì, thì ạ. anh chị hiểu thêm về những cái dự án như vậy còn về đầu tư cũng được nhưng mà anh chị muốn cái tỷ suất lợi nhuận của mình là bao nhiêu anh chị hiểu à thì trong khi đó thì em vẫn vẫn luôn nói với anh chị giống như là anh chị nào đã nghe cái video clip em làm về nếu mà anh chị có 500 đô thì anh chị sẽ đầu tư như thế nào đúng không ạ thì mình sẽ phân bổ vốn làm sao đầu tư ở những dự án thứ nhất là nó an toàn có thể là tăng trưởng ít cũng được nhưng mà nó an toàn vốn lớn của anh chị thì cần phải phân bổ vốn như vậy ví dụ như là anh chị bỏ vô thị trường này là một tỷ đi em nói với những anh chị vốn lớn khoảng một tỷ thì chắc chắn là trong danh sách của anh chị lúc nào cũng phải có coi top 10 từ một tới hai con rồi sau đó rồi anh chị mới mới phân bổ vốn ở những cái cái tốt tiếp theo là theo vốn hóa đó anh chị phong mở coi market cap lên đi thôi để 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 anh mở luôn cho ok ủa đang 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 quay đúng không ừ, em đang quay Em quay tốt nhất là em em mở luôn rồi đây mọi người thấy không ạ thì ở đây nó sẽ có là coi tốt đây thì vốn hóa đó anh chị là top 10 á anh chị xem cái hấp nhất là USDC coi là tổng vốn hóa của nó là 27 tỷ đô rồi kéo xuống dưới tiếp. Kéo xuống dưới top 20. Top 20 là gần 10 tỷ đô đúng không ạ? Thì vốn lớn của anh chị là tại vì anh chị cũng phải có từ 2 tới 3 con nằm ở từ top 20 tới top 1. Đó. Rồi, thì khi mà anh chị đã có một cái khoản đầu tư nó gọi là tương đối an toàn rồi á thì mình sẽ làm sao? Mình sẽ sẽ mở mở xem xuống cái top khoảng là 200. 200 vốn hóa nó đang thấp. Xuống kéo qua 200 đi em, top 200 á. Những top này thì vốn hóa nó đều trên 1 tỷ đô rồi. Tại vì mình đầu tư thì mình đã phân bổ vốn làm sao cho hợp lý đúng không ạ? Thì đã 34 dự án nó chiếm khoảng là tới 60% vốn của anh chị nằm ở coi từ top 20 tới top top 1. Đó. Rồi sau đó tiếp tục á nếu mà anh chị muốn thắng lớn thì anh chị nên chọn những coi tốt ở top 200 trở lên kéo xuống top 200 đi em mới mới coi trăm à 200 rồi kéo qua trang rồi khi mở top 200 thì những cái dự án này mình không nhắc tới đâu mấy cái dự án này là nó nó đang bị bị ấy thôi kéo xuống đi kéo xuống top 300 tại vì đây là những cái dự án này cáp toàn tỷ đô không à nhưng mà nó không được được lên tốt kia Đấy không rồi đây anh chị nhìn anh chị nhìn vốn hóa là một top 300 là 161 triệu đó anh chị Háo ạ thì những cái dự án này nó sẽ có khả năng tăng trưởng nhiều hơn những cái dự án mà cá khoảng là 12 tỷ đô đúng không ạ thì nó ít 10 giá này thì nó mới là tỷ 6 tỷ 7 đô à nhưng mà những cái dự án kia nếu mà nó ít 10 thì nó phải là lên 2 3, 2 30 tỷ đô. Thì anh chị thấy là nó bơm khó, khó hơn so với những dự án này đúng không ạ? Anh chị phải phải nhìn cái góc nhìn nó phải khác nhau. Và nếu những cái dự án kia nếu mà muốn ít 10 thì vốn hóa thị trường phải lên bao nhiêu? Vốn hóa thị trường á nó phải lên là 4 tới 5.000 tỷ. 5.000 tỷ anh chị, 4.000 tỷ thở, thở, sợ, sợ là không đủ. Anh chị thấy không ạ? Nhìn anh chị nhìn ở trên đây anh chị có tay là thấy mình mình view ra một cái góc nhìn nó rộng hơn xíu. Rồi kéo xuống top 4 chạ top top 400, 400 tới 500. Rồi anh chị thấy nó nó lại còn thấp hơn nữa đúng không ạ? Chỉ có là nhiêu 92 triệu đô thôi. Rồi kéo xuống dưới top dưới nữa. Thì mình sẽ nhìn ở cái dưới đây nè anh chị, anh chị nhìn nha những cái dự án nào mà cái cáp nó thấp như vậy mà là dự án tốt được đầu tư được lít bay name thì anh chị có thể là tự tin anh chị nắm hay là lít hobby hay là lít những cái sàn sàn tốt thì anh chị có thể nắm mình ưu tiên rồi mình còn chích bao nhiêu ạ à? chích thêm 10 phần trăm mình đi chơi đầu tư mạo hiểm là những cái dự án vốn hóa của nó mới từ là bao nhiêu từ 3 tới 10 triệu đô đổ lại thôi Đó nên là mình cần phải đưa đưa ra một cái kế hoạch và mình phải có một cái góc nhìn. Chứ mà anh chị em nói thì tùy theo vốn của từng người mà cơ cấu vốn khác nhau. Vốn ít thì chắc chắn mình phải lựa chọn những cái dự án sao. Đây anh chị nhìn cái market cap của anh chị, đó. Thì anh chị khi mà anh chị có một cái cái view rộng hơn á, thì anh chị sẽ thấy là là thị trường này nó tiềm năng và những cái cách đầu tư mỗi người có một cái cách đầu tư khác nhau giống như sở thích của những cái người nhiều tiền á, người ta có vài triệu đô thì đương nhiên người ta sẽ chọn những cái dự án người ta cơ cấu cái danh mục đầu tư của người ta như thế nào anh chị hiểu không à? ạ đó nên là mình cần phải 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 hiểu rõ hơn về thị trường chứ đừng có có thấy là ừ, dự án này mới ra có thể là dự án mới ra nhưng mà cái cáp nó lớn giống như là cái, cái, dự án Atlas mới bán vừa xong nè mới bán xong lít ít 100 lần Đó nên là mình cần phải đưa ra một cái kế hoạch và phân bổ vốn là sao cho nó hợp lý đây con pay network nè nó đội kia nó đi ra đi đi, quỷ nè kiếm được 1 triệu đô con pay network rồi BTS thì BTS em vẫn nói hoài à BTS bây giờ giá vẫn giá so với lúc lúc cho mua vẫn vẫn tốt đúng không ạ lúc trước là mua 0.075 và thì bây giờ nó cũng cũng về vùng đó hôm bữa là lên 0.1 0.2 gì đó nó thì anh chị có thể là giữ BTS bình thường mà tại vì mình mình giữ những cái dự án á, tại vì mỗi người có một cái trường phái đầu tư riêng thì anh chị phải phân bố bổ đầu tư riêng theo cái cách khác nhau chứ không thể nào mà anh chị có thể là vốn của anh chị 10 triệu mà anh chị đi so sánh với vốn người ta 10 tỷ được nó rất là khác nhau và nó khập khiển nó đúng không ạ thì nên là em nghĩ là anh chị cần phải đưa ra một cái kế hoạch đầu tư và mình mình chịu khó mình dành thời gian cho nó đi đừng lên hỏi ừ em ơi con này con này sao con kia sao mà phân tích là tuần nào cũng phân tích luôn mà tuần nào anh chị cũng hỏi như đó con thôi thì nó nó rất là kỳ tại vì phân tích cho anh chị một lần thì nó sẽ lên tới vùng giá đó thị trường tăng thì chắc chắn nó sẽ lên vùng giá đó quan trọng là cái điểm vào điểm ra của mình sao cho nó hợp lý thôi đó XRB nè từ top top 2 top 3 top 3 bây giờ xuống top 6 tại vì thực sự là cái dự án này nó tăng trưởng không nhiều nó ứng dụng thì nó và rất là nhiều chiêu trò của cá mập mình cũng không biết được anh chị ạ. em nói thật rất là nhiều chiêu trò của cá mập nhưng mà XRB về 3 đô thì chắc chắn là có khả năng tại vì kiện hay không kiện á thực sự là do cá mập nó điều phối thôi anh chị ơi chứ thị trường này mà cá mập nó làm giá đơn giản đó rồi thì em sẽ chia sẻ với anh chị về metaverse đó là thế giới kỹ thuật số được ạ thì em cũng không có soạn gì hết á thì em sẽ nói cho anh chị hiểu thế nào là metaverse được rồi thì metaverse là một cái thế giới kỹ thuật số anh chị những anh chị ở đây thì em nghĩ là hầu như những anh chị nào cũng đều xem những cái bộ phim giống như là khoa học viễn tưởng giống như là kiểu như là đấu trường ảo hay là có một cái bộ phim gì mà rất là nhiều rất là nhiều phim đó và bây giờ dần dần đó, khi mà xã hội nó phát triển và công nghệ phát triển á thì thì nó nó dần dần nó trở thành một cái thế giới Song song với thế giới thực nhiều hơn, giống như bây giờ anh chị đang dịch bệnh nè, thì anh chị dành thời gian cho Facebook nhiều hơn đúng không ạ? Hầu như có thể là ở trong một cái gia đình đó thì thực sự là ai cũng có một cái điện thoại cả, và mỗi người đều có một cái Facebook, một cái Zalo và có một cái không gian riêng của 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 mình đó. Và ở trên đó thì mọi người tha hồ thể hiện. Thứ nhất á, là thể hiện cá tính của bản thân rồi thứ hai là thể hiện sở thích của mình và thứ ba là có thể là lên thể hiện là sao thể hiện mình giàu có đúng không ạ hay là tài năng gì đó đó là là về cái thế giới ảo của mình nhưng mà khi mà anh chị ấy vậy thì mình chỉ là thông qua những cái video hoặc là thông qua những cái tấm hình đó thì bây giờ khi mà công nghệ nó phát triển á, thì nó sẽ giúp mọi người kết nối với nhau thông qua một cái kính thực tế ảo đó chỉ cần một cái kính thế giới ảo thôi là mọi người có thể là kết nối với nhau ở bất kỳ mọi nơi trên thế giới mà không cần phải không cần phải phải tại phải lại gần nhau để gặp đúng không ạ thì mình cứ đeo cái kính đó vào thì mình sẽ kết nối với nhau trong cái cái thế giới ảo đó trong cái vũ trụ kỹ thuật số đó đây thì mọi người thấy hình của Mark Zuckerberg đúng không ạ anh này đang đi tiên phong về về trong lĩnh về về vũ trụ kỹ thuật số làm cho mọi người có thể làm sao mọi người có thể là kết nối với nhau hiện tại bây giờ là đã kết nối với nhau qua những cái cuộc họp thay vì mọi người đang dịch bệnh mọi người phải tới gặp nhau nhưng mà giờ không cần mọi người chỉ cần đeo cái kính thực tế ảo này vào và mọi người có thể là vào một cái phòng họp mọi người có thể là tiếp cận nhau thay vì như anh chị em mình bây giờ là mình zoom đúng không ạ nhưng mà sau này biết đâu là khi mà mình công nghệ phát triển và mình có nhiều tiền mình cũng làm tương tự như vậy là khi anh chị vào như vậy anh chị đeo cái kính kính thực tế ảo này lên và mọi người đều đều đeo lên và đây cái hồng zoom này nó không còn không còn tẻ nhạt như vậy nữa đó không còn nhiều người máy nữa mà mình vô đó là mình có thể là là thỏa sức đúng không để tiếp cận nhau đây đó và cái công nghệ này cũng đang cực kỳ phát triển thì hiện tại là đang mưa đó hiện tại đang mưa nên anh chị thông cảm có 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 thấy vấn đề âm thanh nó hơi có tiếng mưa đó rồi thì thì anh chị hiểu là về về mê là vậy sau này á tương lai là chắc chắn là sẽ sẽ có sau này tương lai sẽ có nha anh chị bây giờ nó đang hoàn thiện từ từ rồi và khoảng năm tới 10 năm nữa thì cái cái công nghệ nó nó càng càng phát triển hơn thì mọi người sẽ càng tiếp cận công nghệ một cách nhanh chóng hơn khoảng 10 năm trước đi khi mà mình xài điện thoại thì chỉ xài một cái cục gạch thôi mọi người đâu có nghĩ là mình có thể là dùng Zalo hay là dùng Facebook hay là gọi 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 điện thoại với nhau để nhìn thấy nhau qua Zalo hay là Facebook đúng không anh chị nhưng mà bây giờ á, thì hầu hết là ai cũng có smartphone rồi thực sự ai cũng có smartphone để để YouTube để Facebook rồi đó thì khoảng 10 tới 20 năm nữa thì con người phát triển tới cỡ nào thì mình cũng không biết được còn những cái nhà đầu tư những cái nhà đầu tư điên rồ thì bây giờ giống như là Elon Musk hay là là Richard Branson á anh chị, là người ta đã đã du hành bên vòng quanh ngoài rìa vũ trụ rồi. Nó và sau này là người ta sẽ sẽ lên lên vũ trụ luôn. Nó và bây giờ mọi người thấy là có thể là sau này là những cái bộ phim khoa học viễn tưởng anh chị, nó có thể là đi trước đi trước thời đại và nó nó sẽ trở thành hiện thực luôn thì mình cũng không thể nào nói trước được nhưng mà em nghĩ tương lai là nó có thể là như vậy tại vì bây giờ dịch bệnh nó nó quá nhiều rồi cái thời gian mà anh chị dành cho cái cái không gian số của anh chị quá nhiều nên là về tương lai thì em nghĩ nghĩ là vậy và em có một cái từ khóa một cái key anh chị để cho anh chị để cho anh chị nghĩ về tương lai nó nó sẽ thay đổi như thế nào từ từ đi chị khi mà em nói xong thì, thì thì em sẽ 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 cho anh chị vài đồng metaverse anh chị có thể nắm. Rồi, thì cái khi này anh chị là là khi mà thế giới nó phát triển anh chị thì con người á thì con người nó không còn còn vận hành giống như là thay vì anh chị làm công việc chân tay rất là nhiều, nhưng mà sau này khi mà công nghệ phát triển robot nó đã đã tiến tới cái bước mà thay thế được con người á thì có thể là những ngành nghề nó không cần con người nữa và lúc đó anh chị sẽ vì sao? anh chị sẽ sẽ bị thất nghiệp. Đó đó là thực tế đang diễn ra. Và anh chị sẽ bị thất nghiệp thì khi mà mình không có việc làm thì thu nhập mình không có thì chắc chắn mình sẽ trở thành trở thành những người những người nghèo khổ rồi. Thì tương lai á, thì anh chị nên hướng tới là kinh doanh, kinh doanh trên internet. Và thứ hai nữa anh chị là anh chị phải tập cho mình là đầu tư, đầu tư không phải là một lĩnh vực. Mà anh chị hãy cố gắng tập đầu tư cho mình thật nhiều lĩnh vực sau này những ai không biết đầu tư á, sẽ là những cái người nghèo còn mà những người biết đầu tư á, thì dù gì người ta cũng có cái cánh cửa để trở thành người giàu bây giờ những cái bạn sinh viên mà đi học ra trường á, thật sự anh chị đi sinh việc rất là khó đúng không ạ đi sinh việc rất là khó thì làm sao mà mình mình có thể là bỏ ra bao nhiêu năm đại học 4 tới 5 năm đại học tốn hết cả tỷ bạc mà trong khi đó đi làm mức lương á từ 5 tới 10 triệu à thì anh chị nghĩ coi thì bao giờ mới lấy lại cái vốn mà mà bao nhiêu năm mình ăn học nó rất là khó nhưng mà khi mà mình thay đổi cái thói quen và cái cách làm việc và nhìn tương lai xa thêm một tí á anh chị sẽ thấy là sẽ thấy là tương lai nó sẽ diễn ra theo đúng những cái gì anh chị tưởng tượng và những cái điều mà anh đang chia sẻ như vậy nên anh chị đó thì thực sự á, là làm mình phải đầu tư cho mình đầu tư là kiến thức và đầu tư thời gian để mình để mình trở trở nên là có kinh nghiệm và mình trở nên giỏi thì lúc đó mình mới kiếm được tiền thực sự bây giờ những cái bạn bạn trẻ bây giờ ra làm gì làm xe ôn công nghệ đúng rồi mấy bạn này ra hỏi mày làm gì tao làm tao làm một cho một cái công ty công nghệ đa quốc gia nó nhưng mà làm gì chạy xe ôm nó là mọi người phải phải cho mình một cái tầm nhìn nó 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 dài hạn hơn và nó xa hơn xíu anh chị lúc trước thực sự là khi mà em biết tới thị trường này em chỉ có một niềm tin là em bước vào thị trường này em sẽ giàu và em làm được điều đó trong vòng 4 năm và em cũng nghĩ là anh chị trong vòng 4 năm tiếp theo nếu mà anh chị nào mới bước vào thời điểm này 4 năm tới 5 năm tiếp theo anh chị sẽ trở nên cực kỳ giàu có vì có thể là khởi điểm của anh chị tốt hơn em đó nên là em hy vọng là trong dài hạn thì anh chị sẽ có một một cơ số nào đó ở trong lĩnh vực này đó. thì trong khi mà mình mới mới bước vào thị trường thì cần người người dẫn dắt đúng không ạ nhưng mà khi một năm hai năm ba năm rồi tụi em truyền thụ cho anh chị tất cả những kinh nghiệm của em chỉ trong một vài buổi thôi nhưng mà những anh chị nào có anh chị nào mà mình mà mình áp dụng được được hết đúng không ạ có thể là tất cả điều đó đều là đúng nhưng mà nếu mà sao anh chị không chịu áp dụng và thì có thể là có thể là anh chị cái tôi của anh chị quá lớn và anh chị không chịu mở lòng để mình đón nhận đó thực sự là em chia sẻ hết nếu anh chị nếu anh chị mà xem chỉ cần xem youtube của em thôi là anh chị đã kiếm được tiền rồi nếu mà mình mình cố gắng mình, mình hiểu là mình mình sẽ biết được thôi anh chị ạ à, em nói thiệt luôn Tại vì thực sự khi mà em có niềm tin vào thị trường này thì em cũng chỉ chỉ lên mạng em tìm hiểu thôi. Và em phải mất tiền để em đi trải nghiệm. Đó. thì nó là em em nghĩ là khoảng em hy vọng là khoảng từ 4 4 đến 5 năm nữa. Ở một cái chu kỳ tiếp theo thì anh chị sẽ kiếm được nhiều tiền. Đó, bên cạnh đó thì anh chị nào muốn đầu tư những cái lĩnh vực khác thì cũng cũng có thể là tham khảo tham khảo em em cũng cũng biết đôi chút về bất động sản hay là về cổ phiếu thì sắp tới hết dịch thì em cũng cũng sẽ đi học thêm thêm về cổ phiếu nữa để để đa dạng hóa danh mục đầu tư của em đó còn về đầu tư bất động sản thì anh chị nào mình cần tham khảo ý kiến của em thì mình có thể là hỏi đó thì, thì em biết gì em sẽ trả lời có thể là thực sự là những cái điều em biết trong lĩnh vực đó chưa chắc bằng anh chị đó. đó. nhưng mà thực sự là đôi lúc người ở ngoài anh chị người ở ngoài người ở ngoài người ta sẽ có một cái góc nhìn nó tốt hơn người ở trong cuộc đó thì bây giờ anh chị thấy là về những cái xu hướng trong thị trường này tất cả anh chị đừng có nghĩ nghĩ ngợi nó đừng có nghĩ là mình mình phải ít 100 liền em khuyên anh chị luôn mình cứ ít hai thôi mình đặt một tiêu thấp thôi ít hai thị trường này cực kỳ dễ nha em nói thiệt luôn cực kỳ cực kỳ dễ luôn đúng không ạ anh chị nào đồng ý với em x2 ở thị trường này cực kỳ dễ mình nhấn phím 1 nó <laughs> cực kỳ dễ luôn anh chị ngủ một đêm thôi nó đã x2 rồi nhưng mà x2 rồi anh chị có chịu chịu chốt hay không hay là anh chị muốn x10 đúng không à, ạ mình muốn x10 ít x10 ít khi mà anh chị x10 rồi nha thì anh chị lại xem muốn là x20 mà khi x20 rồi anh chị lại muốn x100 nó, nó rất cái lòng tham của mình đó anh chị đó cái lòng tham của mình đó, nó không có kiềm chế được nên là thật sự á trừ khi anh chị quá giàu anh chị không quan tâm tới tiền thôi em nói thiệt trừ khi anh chị quá giàu anh chị không quan tâm tới tiền anh chị mới chiến thắng được trong thị trường này còn anh chị anh chị mà lúc nào anh chị giàu rồi mà anh chị vẫn nghĩ tới tiền đó, thì chắc chắn là anh chị không thể chiến thắng được rồi chiến thắng nhưng mà thắng không lớn mình nhìn lại đi cách đây một năm trước thôi giờ anh chị nhắm mắt lại thời điểm này mới là tháng 9 đúng rồi cái thời điểm này lúc mà em lấy vợ xong em cực kỳ khó khăn này? mình nhắm mắt lại mình tưởng tượng thôi ở đây những anh chị nào ở năm rồi tháng 9 năm rồi biết tới thị trường này đó đó anh chị anh chị giờ anh chị nào ngày tháng chín năm rồi anh chị biết tới thị trường này năm trước biết đi mua son rồi đi cây tạo thì đúng. năm trước em mua son em cũng mua rất khóc nhưng mà đâu cần anh chị mua son anh chị mua ADA đi anh chị mua tất cả các mã đi ít 10 đúng không ạ cái vấn đề á, của anh từ 2017 tới giờ vẫn mất thì cái lý do tại sao anh trả lời được câu hỏi đó thì anh sẽ kiếm được tiền lúc đó BNB á vào tháng 3 năm 2020 BNB lúc đó nó về giá là 8 đô Em kêu mọi người mua đi Những cái bạn bè của em á Em kêu mua BNB 8 đô đi Anh chị biết lên bao nhiêu một đô bán mà Lên 38 đô bán sạch Cách em nói thiệt Em biết cách từ lúc 0.2 đô Lúc nó mới ra luôn Và hàng anh của em FOMO Nói là con này sẽ lên 5 đô Em cười ổng nhưng mà thực sự lúc đó em không có tiền anh chị ạ à, em không có tiền lúc đó em đang đi bán bánh mì anh nghĩ anh chị nghĩ một thằng đi bán bánh mì tiền đâu mua cát Trời ơi, lúc đó em nói thiệt tiền ăn còn không có nữa làm sao mà tiền đâu mua cát được trời ơi khi mà nó lên bốn mấy năm chục đô á tiếc chứ làm được gì nhưng mà cơ bản á thực sự á, anh chị đừng có nhìn những cái điều đó làm cái gì cả anh chị hãy đi theo cái con đường của mình nè nếu mà anh chị muốn thắng như vậy anh chị phải có kế hoạch còn không có kế hoạch đó em xin lỗi anh chị không bao giờ mà có ăn được những kèo như vậy đâu em nói thiệt anh chị không có kế hoạch anh chị không có ăn được những cái kèo như vậy em đảm bảo luôn ở đây rất nhiều anh chị đồng hành với em từ lúc si ba bao nhiêu đô ạ à? bỏ 50 đô nếu mà lên đỉnh không chốt anh chị 500 đô lên đỉnh không chốt quá thì anh chị cũng có bao nhiêu trên 200.000 đô nhưng mà đa số ít 10 chốt rồi làm gì mà giữ được đúng không à? Đấy, cái câu chuyện á, cái câu chuyện là tùy lòng tham và cái kế hoạch. Nhưng mà những anh chị thắng như vậy rốt cuộc quay đi quay 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 đi quẩn lại á mình lại chẳng thắng đồng nào luôn. Cứ đắp con này qua con kia đắp con này qua con kia tới cuối cùng khi thị trường giảm về mo. Cái câu chuyện á, anh chị, cái câu chuyện thật sự là như vậy, tại vì mọi người không có kế hoạch kế hoạch đầu tư có rồi nhưng mà cái cái kế hoạch đó là phải có kế hoạch để chốt lời em làm buổi chia sẻ rất là nhiều em làm clip luôn rồi anh chẳng qua là anh không xem những cái clip em làm trên youtube thôi chứ còn kế hoạch em em đã đã vạch ra hết rồi mọi người á, đừng có nghĩ cái từ hô tu đai mọi người hãy nghĩ là hô tu muôn thôi hô tu muôn là khi nào á, Mọi người cảm thấy là vừa lòng mình Thì mọi người chốt Mọi người không vừa lòng mình Thì thôi mọi người không chốt Đó hô to die là chết rồi Thì không bao giờ Bao giờ mà mình thắng được cả Đó thì nên anh chị cần cần có một cái góc nhìn nó, nó, nó chi tiết hơn em nói thiệt luôn khi mà mình vạch ra kế hoạch đó thì nó nó sẽ rõ ràng giống như cái kế hoạch của em khi mà mà tới cái cuối mùa này em cũng ráng ráng làm sao em kiếm khoảng được vài trăm ngàn đô đó mua thêm căn nhà là xong đó và mình đợi một cái chu kỳ tiếp theo và mình kiếm tiền tiếp ở trong thị trường này rồi khi mà em chốt lời rồi thì em không có trong cái suy nghĩ của em á là không bao giờ mà em chốt lời em ra tiền mặt rồi á mà em để tiền để tiền sao để tiền ngược lại đâu không bao giờ em bỏ ngược lại nó còn rất là nhiều anh chị á khi mà anh chị rút tiền về túi anh chị rồi á thì anh chị vẫn nạp lại bình thường đúng ạ rất là nhiều anh chị gặp phải vấn đề này chờ up được tới mới gom tại sao bây giờ khi mà thị trường giảm anh không gom mà lúc tăng anh mới gom khi mà anh chốt lời rồi á thì anh anh có chốt hết không ạ cái nguyên tắc chốt lời đợt trước nói chung á đợt trước nhìn lại em cũng cảm thấy em rất ngu tại sao lúc đấy em không chốt tới 80 tới 90 phần trăm tổng tài khoản của em mà chốt em chốt có khoảng 60 phần <laughs> trăm em cũng thấy em, em quá ngu nếu mà em chốt em chốt thêm 70 80 80 tới 90 phần trăm em có thêm căn biệt thự rồi nhưng mà em lại không chốt hết tại vì em nghĩ là thị trường cũng tăng vậy còn niềm tin vô thị trường tại vì em cái target của mình là đủ đó thì mọi người cần phải hiểu là bây giờ những anh chị nào đang còn thì mình đợi trễ nhất là tới tháng 3 năm sau vốn hóa thị trường á, nó có thể là gấp đôi hiện tại nha anh chị khi mà anh chị không có tiền á, anh chị nghĩ kiếm tiền rất là khó nhưng mà khi mà anh chị có nhiều tiền rồi anh chị đừng có bao giờ anh chị đặt giùm em cái kỳ vọng là một năm anh chị ít 10 hay ít 100 anh chị làm ơn anh chị một năm anh chỉ ít hai thôi một tỷ một năm anh chỉ ít hai thôi là anh chỉ có 2 tỷ rồi sống khỏe re luôn chả phải suy nghĩ gì luôn á rồi khi mà mình có dư ra một tỷ mình không biết làm gì đúng không ạ thì thì lúc đó em sẽ chỉ anh chị biết bỏ tiền vào đâu nữa để anh chị kiếm ra tiền nữa là tiền để ra tiền anh chị khi mà mình đã có tiền mình có kế hoạch rồi sẽ là tiền để ra tiền và mình không phải làm việc mà tới lúc mà anh chị làm việc á nó gọi là nghỉ hưu anh chị nhưng mà anh chị vẫn làm việc là làm việc là sao là mình làm cái công việc mà mình yêu thích đó anh chị nghỉ hưu anh chị định nghĩa nghỉ hưu là vậy á chứ không phải là nghỉ hưu là không phải làm tối ngày đi ăn chơi đàn đúng, cà phê này kia chém gió này kia nó không có ý nghĩa cho cuộc đời này cả mà anh chị là làm công việc mình yêu thích thì anh chị sẽ cống hiến được lúc đó mình làm không phải vì tiền mình làm vì một cái giá trị gì đó đó ngay cả bản thân em thì bây giờ ừ, em chưa phải gọi là nghỉ hưu nhưng mà em đang làm về 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 cái mục đích của em mục tiêu của em là trao giá trị cho cộng đồng và tới khi mình không còn làm nữa nó vẫn vẫn có giá trị là nhờ YouTube nó nó lưu trữ giùm có thể là hôm nay là tất cả những anh chị ở đây đều nghe nhưng mà sau này thì có những cái người mới người ta nghe đó khi mà anh chị có tiền rồi nó nó lại khác còn bây giờ có như thể là những anh chị mình đang trong vòng luận quẩn đó thì thì mình có cái kế hoạch dùm em em chỉ khuyên anh chị có cái kế hoạch giùm em và cái kế hoạch đó trong vòng 3 tới 5 năm anh chị cần được những cái mục tiêu nào cần đạt được những gì thì anh chị viết ra ở đây em không không phải là đa cấp nó anh chị ừ bây giờ tao không có gì hết tao viết ra cái kế hoạch tao kiếm triệu đô không có không có nha anh chị thực sự luôn em chỉ muốn là ừ ví dụ như bây giờ anh chị có 1 tỷ rồi thì anh chị muốn kiếm 10 tỷ trong vòng 5 năm thì anh chị phải vạch ra kế hoạch ừ bây giờ ta phân bổ vốn như thế này đầu tư như thế này rủi ro như thế nào lợi nhuận như thế nào thì mình phải chấp nhận cái điều đó và kế hoạch của mình có thể là thất bại nó hay là những anh chị bây giờ đang có trăm triệu thì làm sao để có có hai ba tỷ hoặc 5 tỷ để mua nhà đó thì mình cũng viết ra một cái kế hoạch như vậy nếu mà anh chị kiên nhẫn xíu á, thì anh chị thấy đầu tư ở thị trường này rất là dễ thực sự luôn đầu tư thị trường nào cũng rất là dễ bất động sản hay là cổ phiếu hay là coi nó nó đều có cách đầu tư như nhau hết á cái giá trị cốt lõi em chia sẻ cho anh chị rồi mà anh chị không chịu chịu tiền không chịu nghe không chịu hiểu thì em cũng chịu cái giá trị cốt lõi ở bất kỳ thị trường nào em chỉ cần nói đúng một câu với anh chị thôi thị trường luôn luôn tăng anh chị khỏi cần phải nói gì hết á. nên là thực sự anh chị không cần phải suy nghĩ gì nhiều năm năm nữa anh chị mua bitcoin giá này năm năm nữa bitcoin lên một triệu đô rồi sao vốn hóa thị trường quá bé đó và bây giờ anh chị thấy trend trend bây giờ về metaverse thì bắt đầu mới nhú thôi chứ không phải là những game file game file nha toàn Việt Nam làm không dạo này tại vì sao em không cho anh chị chơi những cái dự án của Việt Nam thật sự à, anh chị anh chị hiểu nha tại vì sao em không cho anh chị dạo này chơi dự án Việt Nam em chơi em cho anh chị chơi em có thể thắng nhưng mà tại sao em không cho anh chị chơi tại vì anh chị chơi chắc chắn anh chị sẽ thua và chỉ là đem tiền cho tụi nó thôi nên là em không thích vậy tại sao đợt trước sitcom cho mọi người chơi tại vì cuộc chơi á, của toàn thế giới nên là em cho anh chị chơi có thể là anh chị vô sau anh chị rút ra không kịp đó là có thể là là do anh chị anh chị mình mình chưa đủ tỉnh táo ở trong thị trường này và chưa tìm đúng cái điểm chốt lời cho bản thân mình đó nên là anh chị thua nhưng em chắc chắn những cái đồng tôi cần anh chị đang giữ những cái dự án đó rất là tốt và anh chị cứ yên tâm từ giờ tới tết á, anh chị sẽ có thu hoạch thôi quan trọng lời nhiều hay lợi ích đó là tùy anh chị đó nhưng mà mình đi kinh doanh đầu tư cái điều quan trọng nhất là làm sao để mình lấy vốn mình về đó em vẫn nói thường xuyên luôn nhưng có rất là nhiều anh chị mình kỳ vọng quá cao về thị trường nên là cái điều đó mình phải chấp nhận giờ bỏ một tỷ lấy về một tỷ trước còn lại bao nhiêu mình không quan tâm từ một số vốn đó như vậy á thì mình sẽ kiếm được nhiều hơn và tối mình ngủ mình không phải suy nghĩ anh chị nhưng mà nói vậy thì cũng không phải là đúng lắm tại vì bây giờ đang dịch bệnh là rất nhiều anh chị đang áp lực thứ nhất là về nợ và thứ hai là về thu nhập hàng ngày thực sự luôn bây giờ bây giờ dịch bệnh này áp lực rất là nhiều nhưng mà nếu mà anh chị nào chịu nghe em chia sẻ ở những buổi zoom trước khi mà dịch nó bùng phát á, để dành thủ cho mình một ít tiền thì bây giờ anh chị rất là khỏe đúng không anh chị những anh chị nào mà em đã chia sẻ ở đây zoom này là dịch dịch sẽ bùng phát rất là mạnh mà anh chị anh chị để lại cho mình một ít tiền để anh chị xài lúc đó mà nhiều anh chị hỏi em là liệu bây giờ vô nữa hay không thì em nói là bây giờ anh chị trừ tiền để để xài dịch đi tại vì dịch nó bùng phát rất là mạnh và không biết khi nào nó nó chấm dứt thì đợt trước là phân tích khoảng đầu tháng 9 là không chế được nhưng mà bây giờ virus này nó biến chủng quá chưa không chế được bây giờ đi ra đường làm sao mình cảm thấy là để trong người mình có tiền để lúc mà mình bị dính anh chị mình còn tiền để mình chữa trị khi mà anh chị không có tiền nó quăng anh chị một chỗ thôi khi có tiền á đập 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 vài tờ polymer vô mấy bác sĩ á thì lúc đó nó, nó sẽ ưu tiên anh chị trước còn bây giờ thật sự luôn và em chắc chắn với anh chị là mình phải sống chung với dịch rồi em đã nói rất là lâu rồi em với anh Tuấn nói phân tích bây giờ nó nó đúng hết luôn rồi chứ không phải là sai nữa cách đây hai tháng rồi lúc tháng năm dịch chưa bùng phát mà đã nói rồi nó và trong zoom tụi em vẫn nói trong group tụi em nói là ừ chưa rút rút tiền ra để 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 dành đi đó có nói phong cũng rút nè anh em ai cũng rút hết á mà anh chị em nói không biết anh chị có rút hay không thôi thực sự luôn dạ khống chế và mình sống chung với nó luôn chị mình chắc chắn phải sống chung và đợi vaccine để này chắc phải phải vài năm khi mà miễn dịch hết toàn cộng đồng thì bây giờ cũng rất là khó nếu qua khi mà mình chích vaccine rồi khi mà mình chích vaccine nhanh gì khi mình chích vaccine rồi thì tăng sức đề kháng của mình và tỷ lệ tử vong của mình thấp hơn rồi thì phân tích về thị trường liệu Metaverse em nói rồi đúng không? Thì em sẽ nói Thì bây giờ em sẽ cho anh chị vài mã về Metaverse Nếu mình chị nào nắm giữ nha rồi Phong mở coi market cap lên em Rồi Em mở vô con mana Mana và nó có chữ metaverse Ở dưới em nhấn vô metaverse luôn Để cho anh chị lựa chọn những những cái dự án Có metaverse Mana gõ mana đi ừ. Trên kìa Ờ. Ừ. Rồi đây Con Asia Affinity chị bỏ đi giùm em nha Em chắc chắn là con này sẽ xả rất là mạnh á. Cáp 4 tỷ đô rồi Rồi mana Mana cáp mới 1,7 tỷ đô Anh chị nào giữ dài hạn có thể mua vùng giá này Tương lai 10 tới 20 đô Dài hạn nha Thì anh chị phân bổ giùm em Mana Rồi thì mình muốn xem nó thì mình sẽ xem tổng tổng nguồn cung của nó anh chị. Em nhấn vô con mana luôn đi cho anh chị thấy. mass supply 2 tỷ mốt đúng không ạ? Đang lưu thông 1,8 tỷ, vốn hóa đang 1,7 tỷ. Yeah. Thì khi mà nó cung ra ngoài thị trường hết á, nó là với mức giá 1 đô thì vốn hóa thị trường của nó sẽ là phẩy cho là 2,2 tỷ đi nhưng mà bây giờ chưa hết thì sắp tới nó khoảng lên hai đô là chuyện bình thường em nhấn coi cái đỉnh của nó này, nhấn vô on kìa. on rồi đỉnh 1,4 đô đúng không ạ hai đô là chuyện bình thường quá bình thường đối với con này nha anh chị dài hạn nha còn ngắn hạn em không biết dài hạn là 10 20 đô rồi quay lại metaverse đi đó mình phân tích anh chị là những cái con này là bây giờ cáp nó lớn rồi nha nó đã top 73 rồi anh chị ở, ở top 73 nha anh chị anh chị cần lưu ý những cái kèo mà em nói nha rồi engine coi bây giờ hai đô đúng không engine bây giờ mình không mua nữa engine coi nhấn nhấn vô nó có tổng nguồn cung bao nhiêu anh quên à. nhấn vô nó thử cái engine coi một tỷ cung 800 triệu bây giờ 2 đô rồi vốn hóa tỷ 7 rồi engine coi thì về dài hạn anh chị cũng có thể nắm được những cái kèo này là những cái kèo mà kiểu như dạng chắc ăn thôi nó không biến động nhiều anh chị đỉnh 3,5 đô 3,4 3,5 đô thì những cái kèo này á, nó thuộc dạng chắc ăn rồi mình kéo tiếp kéo tiếp lại đi sẽ có những cái đồng coi khác cho anh chị nắm rồi rồi anh chị khi mà anh chị nhìn vòng vứt giá của nó anh chị nhìn vốn hóa anh chị thì anh chị phải lưu ý giùm em cái tổng lượng cung của nó ha có thể là những cái con mà nó ra mới ra đây mà vốn hóa của nó là trăm mấy nè giống như con quay đầu War wheel wheel này thì thôi bỏ đi tại vì nó mới ra thôi chưa có gì mà đặc sắc cả rồi tua là về game anh chị 10 cáp 12 triệu đô kéo kéo xuống em kéo xuống nữa rồi anh chị nếu anh chị nào muốn nắm metaverse em cho anh chị một con, anh chị có hai nắm. Anh chị nắm con Sachi. Sa Saya chứ, chi. Đây, anh chị mua coi S cáp bây giờ mới 10 triệu đô. Đây là một cái dự án cũng khá là ổn. Đó. Đỉnh thấp anh chị, đỉnh mới 0.45. Starlight ít 100 rồi bạn có muốn mua không Lúc nãy mình thấy nó ít 100 Mà bây giờ giảm bao nhiêu mình không biết Để mình coi lại cho Đây nè mình nãy mình đặt mua nè Rồi bây giờ không thằng nào bán luôn Bên trên Radium không thằng nào bán luôn Thì mình xem ST nó list chưa nha Đợi mình tí Đây bolip bây giờ mức giá hiện tại bảy wow, tám đô anh có muốn mua không bảy tám đô với đồng bolip nha rồi thêm atlas 0.08 anh có mua được không ạ đó thì những con này anh chỉ có nên mua không ạ nó ít nó ít gần 100 lần á anh chị mua không nếu anh chị nào thích thì anh chị có hay mua tiền của anh chị em không cấm thì em nói rồi quan trọng là mọi người á là cái lòng tham mọi người bao nhiêu nhiều người ít 2 bán rồi nhưng mọi người ít 2 không bán rồi đây atlas 0 0 0.8 0.08 đô thì nó là 0. cho là 0.1 là ít trăm lần rồi thực sự là chỉ có nhiêu đó thôi những cái dự án như vậy thì chỉ có nhiêu đó thôi kéo xuống bờ, kéo xuống coi còn không rồi hết rồi meta vạt đem cho anh chị nhiêu đó thôi Stalin là sổ số, số thôi Stalin đừng có có mơ mộng nhiều ờ san nãy giờ quên con san đúng không đờ san bot em coi vô tổng nguồn cung của nó vô mà dài hạn giá này ok không có vấn đề gì cả rồi tổng nguồn cung của nó 3 tỷ lưu thông ngoài thị trường 800 triệu rồi volume bây giờ cấp 3 tỷ đô khá lớn đứng hạng thứ 105 rồi thì những con này đời sandbox anh chị có hơi nắm nha anh chị nhưng mà những cái con này về dài hạn nha còn ngắn hạn thì em không nói tại vì anh chị nhìn á nhìn biểu đồ anh chị đạt đỉnh <laughs> nếu là trend thì còn lên nữa nhưng mà về cáp đã 3 tỷ rồi thì nó không ăn thua đó rồi con chi con Saja saya nó em mở web nó luôn đi 3 tỷ đô sao nhỏ hơn mana được à 800 ủa hơn tỷ hơn tỷ đây Saya là một cái nền tảng về game nơi đây nó phát triển rất là nhiều trò chơi anh chị không phải một trò nha anh chị đó thì anh chị có ai xem đây là một cái dự án khá là tốt và được niêm trên sàn, niêm ít trên sàn cõi ép. Và đợt rồi nó cũng bia dự án này cũng khá là ổn. Nó tặng coi anh chị, tặng coi, tặng những anh chị nào mà đợt rồi nắm giữ cái đồng set anh chị. Anh chị đều được đồng chi này hết á. Và anh chị nào chưa bán thì bây giờ vẫn còn trong ví của anh chị. Đó, và bây giờ anh chị, anh chị muốn đầu tư thật sự thắng lớn đó, thì em nghĩ là nên đầu tư vào sàn giao dịch đi sàn giao dịch bây giờ còn sàn nào mà có hai đầu tư thì chắc chắn là chỉ có mỗi cái sàn coi s đợi nó điều chỉnh xíu rồi vào rồi anh chị có hai đầu tư mạo hiểm hơn nữa và những coi giống như là sàn co sàn hobby hay lộn sàn hotbit Mã mở token sàn hotbit sàn coi tiger đó ftt á anh chị nha chị ftt á, là nó sau này thì nó cũng không thua gì không thua gì sàn Binance đâu chị à năm roi năm roi được nha năm roi CEO của dự án đó em biết nha anh đó là một người cực kỳ giỏi và dự án dự án Ola City nếu anh chị nào biết tới dự án Ola City thì anh chị sẽ biết tới tới cái đỉnh cao mà cái tinh của của anh ấy như thế nào target trong 3 năm của của sàn năm roi tôi cần ROI 0.1 đô nếu nếu nha ở đây là nếu nếu cái sàn này nó còn hoạt động C98 cứ đợi nó điều chỉnh em đây em mở phong em mở Binance lên đi cho anh chị xem C98 kết cục của nó sẽ như thế nào khi mà thị trường downtrend em mở cái đồng đồng phép token á phép token đừng mở c 98 là làm gì giờ nó đang tăng dưới hai đô cái gì cứ ấy đi thì cái dự án có thể thành công và nó thất bại mà rồi em mở lúc nó mới IDO á thì anh chị nhìn á sau này tương lai nó sẽ y như vậy á nó nhìn đi em không có nói nhiều nếu C98 anh chị muốn nắm Chắc chắn phải dưới một đô anh chị nắm Trên một đô đừng bao giờ nghĩ tới Làm gì cả Đừng có tự hào Việt Nam ở đây cả Ở đây anh chị nào thích nói tự hào Việt Nam á, Anh chị có kiếm được tiền không với nó để Anh chị tự hào Anh chị không kiếm được tiền Thôi đừng tự hào gì cả. Cứ lo cơm cháo qua ngày đã. Em chỉ cần vậy thôi Đây anh chị nhìn nè nhìn ở những cái khóc mà sẽ khi mà thị trường đang tăng thì nó sẽ như vậy nhưng mà sau này nó giảm nó sẽ đi như vậy thậm chí chia vài chục lần là bình thường chia trăm lần là bình thường ngay cả như ADA một cái dự án tốt như vậy thì nó cũng chia trăm lần thì anh chị nghĩ khi mà thị trường giảm thì nó như thế nào thì anh chị cứ cứ sẵn tiền mình đó đi còn bây giờ đang kiếm được tiền thì em nghĩ anh chị cứ kiếm thôi em chả có cái lý do gì mà em cản anh chị nếu mình còn thấy kiếm được tiền mình cứ kiếm còn không kiếm được tiền mình đi chỗ khác kiếm còn năm roi sàn năm roi nha anh phúc CEO của sàn năm roi phát triển dự án Ola City trong vòng một năm đạt một triệu user một triệu cộng tác viên anh chị và làm việc toàn bên Dubai thôi Ola City là một cái dự án đình đám á, trong vòng một năm người ta thu hút được một triệu user thì anh chị nghĩ đi nếu nếu dự án sàn giao dịch năm roi thu hút được con số như vậy thì như thế nào anh chị và thị trường sàn năm roi nó giao dịch trên bên ấn độ cực kỳ nhiều nha em không phải là bia dự án cho ai cả nhưng mà em thấy là CEO của dự án là một người cực kỳ giỏi năm 23 24 tuổi anh ấy đã là là triệu phú đô la rồi anh chị khi mà mọi người chưa biết bán hàng trên Facebook là người ta đã kiếm được vài triệu đô ở ở cách bán hàng trên Facebook rồi anh chị thực sự luôn về cái cách marketing và cái tầm nhìn của ảnh em em thấy rất là đỉnh trong tuần này khả năng Bitcoin lên 55.000 nha phân tích sẵn <laughs> nay thứ năm đúng không? sàn giao dịch năm roi chị mua ít đi giá giờ đang rẻ. giao dịch fiat luôn nha, giao dịch fiat luôn. thực chất á, là em nhìn thấy đội ngũ của La City là khá là chuẩn và người ta có cái tiềm lực tài chính. TKX là một cái dự án IEO ở trên sàn đúng không anh chị? Khi mà anh chị nắm giữ cái đồng roi nó sẽ sẽ trên cho anh chị. TKX là một cái dự án của Việt Nam làm về bất động sản. MTL đúng không? MTL bữa cho phát ít 2 rồi. MetaPay. Đúng không anh? ít hai rồi anh không chốt thì anh làm cái gì nữa mà thì khổ cứ đòi hô không giá này anh thích hô thì anh cứ hô thôi nhưng mà bữa em cho phát ít hai gần ít hai chứ đó thì anh chỉ có thể là cân nhắc về những cái lời em chia sẻ thì bây giờ cũng một tiếng rồi chín giờ rồi thì mình ngưng đây thì sau này thì cứ đúng đúng lịch thôi anh chị vào ngồi Zoom. Tổ chức 8 giờ đi cho mọi người thoải mái, 7 rưỡi thì nó hơi sớm. Rồi rồi em có thống nhất với mọi người rồi, 8 giờ. Đó. Dạ. Yeah. Rồi ok anh chị. Rồi anh chị những anh chị nào thì uh, sau này em sẽ sẽ chia sẻ nhiều hơn cho anh chị về những cái bí mật thị trường này. Có thể anh chị nghe rồi, có anh chị chưa nghe. Dạ. Yeah. Rồi chào anh chị. Rồi thì video này em sẽ lưu lại và đăng YouTube và anh chị nào muốn nghe lại thì anh chị có thể lên kênh YouTube để xem nha và event cái buổi event về bóng đá của Việt Nam với lại á, thì em sẽ chốt trong vòng 12 giờ em sẽ đóng bình luận và anh chị nào chưa tham gia thì anh chị có thể tham gia tiếp nha và giải thưởng sẽ được trao vào 12 giờ trưa ngày mai và em sẽ là người liên hệ trực tiếp lên Facebook của mọi người nếu là người trúng giải rồi xin chào và hẹn gặp lại anh chị vào thứ bảy tuần này nhé.